nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Hiện nay hầu như bà con nào cũng biết được con trồn mốc, hay còn được biết đến với cái tên cây vòi mốc, đang cho hiệu quả kinh tế rất cao. Và khi chuẩn bị bắt tay vào chăn nuôi, anh Nguyễn Quang Vấn có địa chỉ tại Cần Thơ cũng có suy nghĩ như bao bà con khác, đó là chăn nuôi có khó không, nguồn thức ăn của chúng gồm những gì, hiệu quả kinh tế ra sao và đầu ra như thế nào. Là người đã nhân nuôi và phát triển thành công mô hình nuôi chồn, trong video này, anh Vấn sẽ chia sẻ cho bà con những điều thực tế nhất về cách chăm sóc con chồn mốc, để bà con có đủ thông tin và kiến thức trước khi chuyển đổi sang chăn nuôi dòng chồn đang mang lại giá trị kinh tế cao này. Mời quý bà con cùng theo dõi. Kính chào bà con cùng toàn thể các bạn. Tôi tên là Vấn, hiện tôi đang là chủ của chuỗi trang trại trải dài từ Bắc vào Nam. Trang trại của tôi gồm có những trang trại ở khu vực là Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, Đoan Hùng, Phú Thọ, và trang trại thứ ba của tôi là ở Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội, và trang trại thứ tư của tôi là ở Bình Thủy, Cần Thơ, và những trang trại ở Đồng Nai và Long An. Trang trại của tôi thì hiện nay đang nuôi dưỡng bảo tồn các loại động vật hoang dã như con cầy vòi mốc, con cầy hương, con rúi má đào Thái Lan, con rúi mốc và con giòn, còn gọi là con hon. Anh Vấn chia sẻ, trong nhiều năm anh chăn nuôi con chồn mốc này, anh thường xuyên nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con trên cả nước. Trong đó, anh nhận thấy rằng có một câu hỏi mà đang được rất nhiều bà con quan tâm nhất hiện nay, đó là thức ăn của chồn mốc có dễ hay không? Thì theo anh, thức ăn của chồn rất đơn giản. Bà con có thể tìm kiếm ở ngoài tự nhiên hay các khu chợ dân sinh đều rất sẵn có, mà chi phí các loại thức ăn này lại còn rất rẻ nữa. Vậy chồn mốc ăn những loại gì, chế độ ăn hàng ngày của chúng ra sao và cách chế biến những loại thức ăn đó như thế nào? Thì tiếp theo đây, anh Vấn sẽ hướng dẫn chi tiết với quý bà con như sau. Hiện nay tôi đang đứng tại trang trại của tôi có địa chỉ tại quốc lộ 91B, Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Cũng như có một số bà con á, là gọi điện hỏi tôi và cũng đang băn khoăn là bắt tay vào nuôi con chồn này và cũng không biết là con chồn này nó ăn những cái gì, thức ăn của nó có dễ hay không. Thì tôi cũng chia sẻ với bà con á, cái thức ăn của con chồn thì nó rất là đơn giản và mình cũng rất là dễ kiếm, vì nó ăn chỉ là hoa quả. Con chồn này thì nó thức ăn á, của nó á, là gồm có chuối và những cái trái cây như là ổi, thanh long. Tại vì bản năng của con chồn này nó sống ở hoang dã thì nó ăn trái cây. Và nếu mà ở trong mình cái môi trường mà mình nuôi, lập chuồng thì có khả năng mình phải bổ sung cho nó như là những cái chất như là cháo, thì có khi là mình nấu là cổ gà hoặc là cá để mình bổ sung dinh dưỡng cho con chồn. Cái quan trọng nhất là khi bà con mà bắt tay vào chăn nuôi mà lựa chọn con giống, rồi sau đó là đến cái thức ăn, thì cái nguồn thức ăn là làm sao nó phải là đảm bảo nguồn gốc. Như chuối cũng vậy, chuối là bà con phải lựa chọn chuối chín đảm bảo, không nên những chọn những loại chuối mà nó dập lên men mốc lát. Nếu mà cho con chồn ăn như vậy thì con chồn nó sẽ không đảm bảo cho đường tiêu hóa. Và cái nguồn gốc mà cái chuối đó là ở cái vườn đó, thì bà con không cẩn thận là những cái người mà người ta mới phun thuốc ở vườn rồi người ta lại chặt chuối bán lại cho mình, thì là mình cho con chồn của mình ăn là nó sẽ bị ảnh hưởng đến đường ruột. Cái con chồn này cái thức ăn của nó thì một ngày thì nó là hai bữa. Cái bữa chính của nó là bữa buổi tối. Sáng là mình chỉ có cho nó ăn là 2-3 trái chuối, tùy theo con lớn nhỏ. Còn bữa chính của nó là bữa buổi chiều. Buổi chiều thì bà con lên bổ sung cho nó là chuối, rồi cháo, và mình sẽ nấu với đầu gà. Thì đầu gà thì bà con cũng phải lựa chọn được cái nguồn gốc hàng mình mua về. Cái đầu gà mình mua về nó phải hợp vệ sinh, sạch sẽ. Và trước khi mang về nhà thì mình cũng phải rửa ráy sạch sẽ để mình nấu cho con chồn của mình ăn, cho nó đảm bảo sức khỏe. Rồi sau đó cá cũng thế. Cá thì bà con sẽ thay đổi. Mình ăn luân phiên, có một ngày nấu cháo cá thì ngày hôm sau mình sẽ nấu cháo đầu gà. Nếu mua cá về thì như kinh nghiệm của bên tôi, thì những khi tôi nhập cá về thì tôi phải vệ sinh sạch sẽ, ruột bỏ hết, cạo con cá nó sạch sẽ, rửa sạch sẽ thì mình mới lên cho vào nấu cháo để cho con chồn ăn.
không lên mà mình tiếc nó, mình vội vàng mang cái cá ở ngoài chợ về mình cho vào nấu ngay. Nếu mà nấu ngay như vậy thì cái ruột con cá, bản năng con cá nó ăn rất là tạp, nó sẽ có nhiều những chất là gây hại cho con trồn của mình. Đấy, bà con nên lưu ý cho tôi là cái vấn đề về là thức ăn như vậy. Còn vấn đề như gạo, đấy, bà con cũng vậy, bà con cũng phải lựa chọn gạo nó cũng phải có nguồn gốc, chứ không nên là mình lấy tham rẻ mà mình mua những cái gạo mốc, gạo mà tồn của bên mấy cái đại lý. Anh Vấn chia sẻ thêm, ở mỗi một lứa tuổi của chồn mốc sẽ có chế độ ăn khác nhau. Đối với những con chồn con thì chỉ nên cho ăn vừa đủ, còn những con lớn thì bà con có thể cho ăn nhiều hơn một chút. Bà con không nên cho lượng thức ăn quá nhiều dẫn đến chồn ăn không hết. Và với lượng thức ăn thừa đó rất dễ bị ôi thiêu hoặc nấm mốc nếu để từ sáng đến chiều hoặc để qua ngày hôm sau. Ngoài ra, hiện nay các trang trại của anh Vấn đang sử dụng bát inox để đựng thức ăn cho chồn, vì loại bát này có ưu điểm là dễ vệ sinh và không bể vỡ khi cho chồn ăn. Còn về cái định lượng mà cho con chồn mốc ăn á, thì bà con nên lưu ý là mình cũng cho là ăn làm sao nó phải vừa phải. Con lớn thì mình sẽ cho ăn nhiều hơn một xíu, và con nhỏ mình sẽ cho ăn vừa đủ thôi. Bên tôi thì những con nhỏ thì có khả năng buổi sáng thì đến tôi thì chỉ ăn được 1 đến 2 quả chuối thôi. Con lớn thì mình sẽ đạt 3 quả, 4 quả. Mình làm sao mình phải để ý nó mà con chồn nó ăn phải hết, để nó tránh những là thiêu thối hoặc là nó lên lấm mốc ảnh hưởng cho cái đường ruột của con rối khi nó ăn lại. Và theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì cái đồ ăn mà để đựng cháo cho cái con chồn ấy, thì bà con nên lưu ý là mình nên là sử dụng bằng cái tô inox. Tại vì cái tô inox là cái nó lúc mà mình rửa ráy, nó ưu điểm của nó là rất là sạch sẽ, không bị hoen gì, không bị bể vỡ. Thứ hai là con chồn nó không có thể cắn phá được. Còn về cái nguồn nước thì như trang trại của tôi thì tôi cũng đã sử dụng là những cái vòi nước tự động để con chồn nó lúc nó uống là nó chỉ gạp vô là nó uống, nó rất là sạch sẽ, nó vệ sinh. Còn nếu bà con mà chưa có điều kiện thì mình cũng không cần thiết là phải gắn đến cái vòi tự động như của tôi, tại vì quy mô của tôi á là nó lớn rồi, tôi không thể nào mà đi múc cho con các con chồn từng chén để nó uống nước được. Thì bà con mình sẽ lên lưu ý, và cái nguồn nước cũng vậy, thì lúc mình cho uống xong là mình chỉ cho uống vừa đủ thôi, tránh để con chồn nó phá, nó làm đổ dơ ráy ra chuồng, nó ảnh hưởng đến cái vệ sinh của con chồn. Còn về cái tô inox thì đây là nó là cái tô inox của bên trang trại của tôi đang sử dụng. Đấy, cái này đấy, bà con thấy không, nó ăn mình rửa ráy nó rất là sạch sẽ rồi, để nó đảm bảo cho vệ sinh cái sức khỏe cho nó. Còn về liều lượng ăn thì cái tô như này thì mấy con nhỏ thì bà con lên cho nó ăn lửa tô thôi, để đảm bảo sao cho nó ăn hết, mình căn làm sao cho ăn hết. Để còn con lớn thì mình có thể làm cho ăn được lưng tô. Đấy, khi mà con nuôi thì bà con cũng rất phải lưu ý là sát sườn với con giống, vì con giống con nào mà nó ăn chậm ăn yếu là bà con phải căn cái thức ăn. Giả dụ hôm trước mà bà cho nó ăn một tô cái con lớn mà nó ăn hết thì hôm sau sẽ cho ăn tiếp, còn hôm nay mà nó không có ăn hết được thì bà con phải bớt đi, tránh để dư thừa khi con nó lúc sau nó ăn lại là nó sẽ bị thiêu hư và nó bị lãng phí quá. Đấy, con nhỏ cũng vậy. Trên đây, anh Vấn đã chia sẻ tới bà con một số kinh nghiệm chăm sóc chồn mốc mang lại hiệu quả cao. Nếu quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài động vật hoang dã này, thì xin mời bà con đến tham quan một trong những trang trại lớn nhất của anh Vấn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, có địa chỉ tại quốc lộ 91B, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để được anh tiếp đón chu đáo. Hoặc bà con cũng có thể liên hệ cho anh qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình để được anh chia sẻ và tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi một cách chi tiết hơn. Đối với bà con mua chồn giống tại trang trại, anh Vấn sẽ cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng để khi bà con mang con giống về sẽ có được sự yên tâm hơn khi chăn nuôi. Khi bà con bắt tay vào chăn nuôi thì tôi cũng khuyên bà con là mình nên chọn những trang trại có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín ở những nơi nào trên khắp cả nước. Trang trại của tôi thì có trên khắp cả nước. Nếu bà con muốn học hỏi, chia sẻ thì bà con hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ là người trực tiếp để hướng dẫn cho bà con. Và trang trại chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón bà con trên khắp cả nước đến ghé tham quan và học hỏi ở tại trang trại chúng tôi.
trang trại của chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở rộng rãi, miễn phí cho bà con ở xa đến tham quan và của trang trại chúng tôi. Khi bà con đến với trang trại của tôi thì bên tôi sẽ có đầy đủ giấy tờ pháp lý và hợp đồng bảo hành cũng như là bao tiêu cho bà con từ 5 năm đến 10 năm. Bà con có thể ký một là giá đặt cố định, mình ký với nhau là từ 5 năm đến 10 năm. Hai là giá cả theo thị trường cái thời điểm đó. Thì cũng một số có bà con nào mà chưa có kiếm được đầu ra và đang có thương phẩm mà chưa kiếm được đầu ra thì bà con cũng sẽ liên hệ với tôi. Bên trang trại tôi sẽ có trực tiếp mua lại thương phẩm đó và chúng tôi sẽ trực tiếp đến trang trại của bà con để thu mua với cái giá cả thị trường lúc đó để vào thời điểm đó. Và cuối cùng thì cũng chúc bà con thật nhiều sức khỏe và thành công trong chăn nuôi.